Và ok là mọi người, thì trên màn hình của mọi người hiện tại đó chính là menu của tựa game FC25. Yay. Wow, menu nhìn cũng không khác gì FC24 ha, nhưng mà có những cái hoạt ảnh khá là đẹp. Thì ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào trải nghiệm chế độ Manager Career Mode ha. Nghe nói là chế độ này có nhiều thay đổi, có nhiều cải tiến đó. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tạo huấn luyện viên ha. Đây mình sẽ bấm vô Create New Manager. Oh, và có vẻ như những huấn luyện viên mặc định nè cũng đã có những thay đổi ha, về ngoại hình nè. Mình sẽ chọn anh da đen này đi. Đây mình sẽ đặt tên là Zero Zero đi ha. Còn đầu nè, đó đầu tóc nè. Wow, nhìn có vẻ như là game đã chăm chút thêm về chỉnh sửa ngoại hình khá là hay ha. Đây những cái khuôn mặt nè, đó chúng ta có thể thay đổi ha. Và bên này chúng ta sẽ có da nè, đó da rồi. Wow, chỉnh sửa rất là nhiều luôn. Có vẻ như cái menu chỉnh sửa nó cũng dễ nhìn hơn và dễ cho chúng ta có thể chỉnh sửa ha. Thì ok, mình sẽ để mặc định đi ha, để đỡ mất thời gian. Bây giờ mình sẽ chọn câu lạc bộ để chúng ta có thể dẫn dắt. Thì mình sẽ chọn câu lạc bộ có sẵn đi ha. Thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Barcelona đi ha. Barcelona hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga hiện tại đó. Và đây chính là giao diện chính của phần Career Mode nè. Mọi người có thể nhìn bên phải chúng ta còn có cả những cái bản tin trong mạng xã hội nè. Đó mình có thể kéo lên xem nè. Và có thể bấm X để xem comment của người hâm mộ nè. Đó. Và đây là bản tin thông báo huấn luyện viên Zero đã trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Barcelona nè. Ông Remy Blaymerding nói là đây là sự thật sao. Ông Cây Ranit thì để mặt buồn, còn ông Thông Kham Lam thì để mặt cười. Chả hiểu mấy ông này ý gì luôn. Và phía bên trái nè, chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ nè, để coi cái đầu tiên là gì đây. Đây là chỉnh chiến thuật nè. Cái này thì cũng giống như FC24 ha, cũng không thay đổi ha, vẫn là những chiến thuật đó thôi. Thì Barcelona thì mình sẽ để Tiki Taka đi ha. Ngoài ra còn một chế độ khá là hay, đó chính là giải đấu trẻ nè, dành cho những cầu thủ từ học viện của chúng ta. Để xem coi. Đầu tiên là trận đấu wow, đây là trận tứ kết luôn giữa đội trẻ của Barcelona và Mallorca. Đây mình có thể chọn ở dưới nè để điều chỉnh đội hình nè. Và giải đấu trẻ này sẽ là giải đấu sân năm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử một trận đấu để xem có gì hay không ha. Đây. Ô, bóng nó sẽ từ ở bên giữa đi ra nè. Đó, và sẽ dựng bóng và thủ thôi. Ui hên quá, tí nữa là đã bị mất một bàn rồi. Đây chúng ta sẽ đây là giải đấu 5-5 ha. Sân khá là nhỏ ha, nhìn giống như là sân tập vậy đó. Đây bên kia có một cầu thủ đang chạy kìa. Ơ không được rồi. Rồi, đây sẽ là pha phản công. Hình như ở đây không có offside. Ơ, vẫn có việt vị à. Mình tưởng là đá sân năm thì giống đá phủi Việt Nam chứ là không có việt vị. Ai ngờ là vẫn có việt vị nha. Rồi, phản công dành cho Barcelona. Cú dứt điểm và đó là bàn thắng đầu tiên của những tài năng trẻ tại La Masia. Và người ghi bàn chính là cầu thủ mang áo số 5, Salinas. Đây một pha kiến tạo quá hay của cầu thủ mang áo số 6 cho Salinas, và Salinas chỉ cần đối mặt thủ môn thôi. Rồi lại thêm một pha tấn công nữa của các cầu thủ và cú dứt điểm. Wow, một cú một chạm quá tinh tế của cầu thủ mang áo số 7, Alvarez. Wow, đây có vẻ sẽ là một tài năng sáng trong tương lai đó. Đó mọi người có thể thấy cú dứt điểm vừa rồi. Wow, một chạm quá hay luôn. Và ở trên kìa mọi người đã thấy là đồng hồ chỉ còn 10 phút thôi. Đó. Wow, một pha sút xa của một cầu thủ bên phía Mallorca đã đem về bàn thắng cho Mallorca. Wow, một cú sút kìa, quá kinh khủng luôn. Từ hình như là giữa sân luôn đó, một cú sút xa kìa, một cú nã đại bác. Và tỷ số đã được ngắn xuống còn 2-1. Nhưng mà hình như là thời gian cũng đã sắp hết rồi. Sau pha giao bóng này thì chắc cũng hết rồi đó. Đó còn một giây thôi. Và đây mình định sút xa thử con trái nhưng mà trọng tài nổi lên còi kết thúc rồi. Và đây, wow, chúng ta còn có cầu thủ mang áo số 5 nè, Salinas là man of the match, có nghĩa là cầu thủ chơi hay nhất trận đó, được chấm 10 điểm luôn. Và đây là phần học viện cầu thủ trẻ nè. Đó thì những cầu thủ hồi nãy như là Alvarez nè, rồi Salinas hồi nãy chúng ta sử dụng á là sẽ đến từ học viện ha, từ đội hình trẻ nè. Ngoài ra chúng ta còn có thể tìm kiếm tài năng trẻ trên khắp thế giới nè. Chúng ta sẽ vô Scout Network rồi đây mình sẽ chọn đây mình tìm Asia coi. Ồ đây rồi, đây là Việt Nam. Game đã update chúng ta có Việt Nam rồi. Bây giờ mình sẽ tìm thử tài năng trẻ Việt Nam ha. Còn đây là phần đội hình nè. Thì đầu tiên là tactical, là chiến thuật là hồi nãy chúng ta coi rồi ha. Còn đây là team nè, là chúng ta sẽ coi được đội hình của những cầu thủ Barcelona đó, Lewan rồi các kiểu nè. Đó, đây là phần tactic nè, là chiến thuật kiểu chiến thuật cá nhân á. Đó, mình có thể bấm A để chọn là team nè, hoặc là layer role là vai trò cầu thủ đó. Đó thì giống như Lewan nè, là sẽ là phone 9, có nghĩa là số 9 ảo nè, đúng không? Mình nhớ là vậy đó. Rồi Daniomo là Shadow Striker các kiểu đó. Mình có thể để mình chọn edit thử coi. Mình sẽ edit Petri nè. Ủa, nó có hình dấu chấm than, có nghĩa là
hình như là không phù hợp với vị trí đó, mình phải là dấu cộng á, giống như Danny Olmo hay là Lê Quan nè. Thì mình sẽ đổi đội hình lại một tí đi ha. Ta sẽ quay lại phần team tactic nè. Ta sẽ đổi là 4-3-3 attack nha. Mình thấy đội hình này khá phù hợp. Và chúng ta sẽ chơi là truyền ngắn nè. Đó, tại phù hợp với lại Tiki Taka hơn. Đây, quay lại phần player role. Thì đây, Petri. Thì đây, mình sẽ chỉnh qua playmaker. Đó, mọi người thấy dấu cộng ở ngay kế bên chữ playmaker không? Ví dụ mắt Andre Tegen nè. Đó, mình chỉnh qua sweeper, keeper, thủ môn quét đó. Đó, chúng ta có hai dấu cộng nè. Thì đó, tạm thời thì mình sẽ chỉnh như vậy ha. Thì mình cũng chưa có rành cái này lắm. Đây là cái tính năng mới của game ha. Nên là chúng ta sẽ tạm thời để vậy đi. Và tiếp theo là phần mua bán cầu thủ. Thì mình nghĩ là mình sẽ mua Nico Williams đi ha. Đây, Nico Williams từ Athletic Bilbao. Thì qua trận Euro vừa rồi, mọi người cũng đã thấy được sức mạnh của bộ đôi Nico Williams và Lamine Yamal ha. Mình nghĩ là mình sẽ đưa ra mức giá là 60 triệu cộng với lại Ferran Torres ha. Mong là ông kia ông đồng ý. Để coi, ông nâng lên 66 triệu 700 mà. Thì ok, mình nghĩ là mình sẽ chấp nhận luôn. Bởi vì Nico Williams năm nay chỉ mới 21 tuổi thôi. Anh còn rất là nhiều tiềm năng phát triển ha. Và đây rồi, đây là 7 hợp đồng đầu tiên và cũng như là mình nghĩ là duy nhất luôn á. Tại vì mình cũng đã hết tiền rồi, Nico Williams khá là đắt ha. Do mà mình nghĩ là cái giá đó cũng khá xứng đáng với một cầu thủ trẻ tiềm năng như là Nico Williams đó. Và Nico Williams thì đang kiểm tra y tế tại Barcelona nè. Và Nico Williams sẽ mang trên mình chiếc áo số 22 của đội bóng Barcelona. Wow, nhìn khá là ngầu ha. Đây, mình mua Nico Williams về để đá cặp với Lamine Yamal mà Arsenal lại muốn mua Lamine Yamal của mình nè. Thì mà mình nghĩ là mình sẽ reject thôi, là từ chối thôi. Và đây sẽ là đội hình của Barcelona trong mùa giải này. Người chơi cao nhất chính là Lewandowski. Hai tiền đạo cánh là Nico Williams và Lamine Yamal. Bộ ba hàng tiền vệ bao gồm Frankie de Jong, Dani Olmo và Pedri. Cặp trung vệ là Araujo và Christensen. Hai hậu vệ cánh lần lượt là Alejandro Balde và Koundé. Và cuối cùng là thủ môn Ter Stegen. Và đây là trận đấu đầu tiên của các cầu thủ Barcelona tại La Liga. Đó là trận đấu giữa Barcelona và câu lạc bộ Valencia. Thì không hiểu sao lúc mình bấm vô chơi thì nó vô luôn, chứ nó không có phần giới thiệu đội hình hay là cái gì hết ha. Không có intro gì hết trơn luôn á. Thì FC24 thì nó bỏ giới thiệu đội hình. Và FC25 thì mọi người mong là nó sẽ quay lại, nhưng mà rốt cuộc là vẫn không có phần giới thiệu đội hình ha. Khá là buồn. Thì có bóng là Dani Olmo. Một đường chuyền vô dành cho Lê Quang và Lamine Yamal. Cú dứt điểm của Lamine Yamal. Và đó là bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ Barcelona tại La Liga. Quá tuyệt vời. Lamine Yamal mang áo số 19. Và đây là pha ghi bàn vừa rồi. Dani Olmo đã có một đường chuyền dành cho Lewandowski. Và Lewandowski đã quan sát rất nhanh. Anh thấy Lamine Yamal đang băng lên, và với một đường nhả bóng cho đà băng lên của Lamine Yamal thì Lamine Yamal đã dứt điểm thành công để về bàn thắng cho Barcelona. Một chuyền dành cho Dani Olmo, và đây là Nico Williams quá trống dành cho Nico Williams, không vào. Cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng thứ hai sau pha dừng lên của Lewandowski. Wow, tưởng chừng như là sẽ không có bàn thắng trong pha bóng vừa rồi. Đây là pha bóng vừa rồi, chúng ta sẽ cùng xem rõ hơn. Cú dứt điểm của Lamine Yamal đã bị ngăn cản, nhưng mà Lewandowski không biết như từ dưới đất chui lên, đã có một pha trượt bóng, cướp bóng, sau đó là đẩy bóng vào khung thành. Quá ảo diệu luôn. Rồi đây có bóng là Lamine Yamal. Lamine Yamal, tốc độ của Lamine Yamal. Trong chúng ta có Lewandowski. Lewandowski, một pha đẩy bóng của Lewandowski và vẫn chưa có cú đúp cho Lewandowski. Và trận đấu sẽ có 1 phút bù giờ. Trọng tài cũng đã nhìn đồng hồ rồi. Ông vẫn chưa thổi. Và lúc này thì trọng tài đã nói thôi coi, kết thúc trận đấu. Và trận ra quân tại La Liga, Barcelona đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 do người lập công là Lamine Yamal và Robert Lewandowski. Wow, và có vẻ như là tuyển trạch viên chúng ta đã tìm được một vài cầu thủ trẻ người Việt Nam nè. Mình thấy có Tâm Nguyễn nè, đúng không? Là chỉ số cao nhất là 51-69 luôn. Thì mình nghĩ là mình sẽ ký hợp đồng với cầu thủ này đi. Và sau khi ký hợp đồng thì chúng ta sẽ xem được chỉ số của Tâm Nguyễn ha. Và Tâm Nguyễn có chỉ số là 57 chơi vị trí tiền đạo cánh trái. Và chúng ta cũng sẽ có một trận đấu tại giải đấu trẻ nè, trận bán kết giữa Barcelona và Leganet. Thì mình sẽ thử coi có Tâm Nguyễn không. Đây, Tâm Nguyễn chỉ số 57 nè, mình sẽ cho vô đội hình luôn ha, thay anh Dan này đi. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ra và sau đó là start. Mình sẽ bắt đầu trận bán kết đội trẻ ha. Đó, mọi người sẽ để ý nha, ở giữa thì trái bóng nó sẽ đi ra rồi mình sẽ chạy lên mình cướp bóng. Đó, chết rồi, mình không, sao mình lấy không được ta. Ô nô, sao gì chưa gì lên tấn công rồi. Và cú dứt điểm, trời ơi, một pha lơ là đã dẫn đến bàn thua cho các cầu thủ trẻ của Barcelona. Quá đáng tiếc luôn.
chỉ mới vài phút đầu thôi mà đã có bị dẫn trước rồi. Ôi không, và cú dứt điểm quá. Quá may mắn là quả bóng vừa rồi đã chạm vào xà ngang. Đây rồi, mình đã thấy Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn cú dứt điểm quá tuyệt vời. Và bàn thắng gỡ hòa của Tâm Nguyễn dành cho các cầu thủ trẻ Barcelona. Vâng, Tâm Nguyễn đang mang trên mình chiếc áo số 99. Một con số cũng rất đặc biệt ha. Đây là pha bóng vừa rồi. Vâng, một pha đá phạt góc dàn xếp rất tốt của các cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo La Masia. Và với một cú sút một chạm thì Tâm Nguyễn đã có bàn thắng gỡ hòa. Và cũng là bàn thắng đầu tiên cho đội trẻ luôn. Vừa đây có bóng là Salinas. Salinas, một đường chọc khe, cú dứt điểm. Và đó là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Barcelona. Vâng, một cuộc lội vượt dòng quá ngoạn mục. Người vừa ghi bàn là Ojeda, cầu thủ mang áo số 6 của lò đào tạo La Masia. Rồi, cướp bóng đến từ vị trí của Tâm Nguyễn. Và đây rồi, liệu có cú đúp cho Tâm Nguyễn hay không? Và dứt điểm 3-1 dành cho các cầu thủ trẻ Barcelona. Và cú đúp của Tâm Nguyễn. Vâng, một pha cướp bóng và sau đó là triển khai tấn công quá nhanh của những cầu thủ trẻ. Rồi, bóng vẫn còn, vẫn là Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn không được rồi, Tâm Nguyễn hơi nhỏ con nên là đã bị đẩy mất rồi. Và đây sẽ là pha phản công của các cầu thủ Leganet. Ôi, khung thành đã quá trống và cú dứt điểm, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ Leganet. Nhưng lúc này thì thời gian cũng đã sắp hết rồi. Đây là Tâm Nguyễn. Ôi, Tâm Nguyễn đã vượt qua được và Tâm Nguyễn cú dứt điểm. Không có hat-trick dành cho Tâm Nguyễn. Quá đáng tiếc với cú sút cuối cùng. Nhưng mà anh đã có được cú đúp trong ngày hôm nay rồi, quá tuyệt vời. Và đây, chúng ta hãy cùng đến với trận chung kết luôn ha. Trận chung kết sẽ là giữa Barcelona và Las Palmas. Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu luôn. Để coi là trận chung kết, không biết là đội trẻ thì có nâng cấp hay gì không ta. Để chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Rồi, Salinas đang có bóng. Salinas dứt điểm dành cho Salinas. Và những người mở tỷ số đầu tiên thuộc về các cầu thủ trẻ từ La Masia. Và Salinas chính là người đã mở tài khoản bàn thắng trong ngày hôm nay. Vâng, một cú sút rất tinh tế của Salinas vào góc xa khung thành. Và mọi người có thể thấy là góc quay này nè, những cầu thủ trẻ rất đúng với độ tuổi của mình ha, thể hình rất là nhỏ con luôn. Thì từ từ sẽ khi mà lớn tuổi thì sẽ phát triển lên. Một tính năng khá là hay của FC25. Một pha đá bóng, dứt điểm, thủ môn đã cản phá. Wow. Và đó là cú đánh đầu của cầu thủ mang áo số 8. Mình cũng chả biết cầu thủ nào nữa. Này, cầu thủ trẻ mà. Đây là Tâm Nguyễn. Wow, một pha xoay người của Tâm Nguyễn, dứt điểm. Và đó là bàn thắng thứ hai của các cầu thủ Barcelona. Và người vừa ghi bàn chính là Tâm Nguyễn, cầu thủ trẻ đến từ Việt Nam. Đây là pha ghi bàn vừa rồi. Wow, một pha xoay bóng loại bỏ hậu vệ mang số 52. Và sau đó là pha sút bóng vào góc xa đem về bàn thắng thứ hai cho Barcelona. Ôi và trời ơi, quá xui với tình huống ghi bàn vừa rồi. Bóng đập vào cột dọc sau đó trúng người thủ môn và bay vào lưới, quá đáng tiếc luôn. Wow, và đó là bàn thắng thứ ba của các cầu thủ, mình quên tên câu lạc bộ rồi. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với các cầu thủ trẻ của Barcelona vậy? Đây rồi, Alvarez, cú dứt điểm rất nhẹ nhàng của Alvarez. Và trận đấu đã được đưa về thế cân bằng 3 đều. Thế rồi, Salinas, cú dứt điểm. Wow, không biết tên được là cú dứt điểm vừa rồi của Salinas đã trở thành bàn thắng. Wow, quá tuyệt vời. Ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi. Có vẻ như thủ môn đã bay người trước và Salinas đã tận dụng thời cơ sút vào góc ngược lại. Đó chính là góc xa khung thành. Wow, và 4-3 dành cho các cầu thủ Barcelona. Và trận đấu hình như mình thấy là cũng còn có vài giây nữa thôi là kết thúc rồi. Chúng ta cần phải thủ thôi. Là có 5 giây nữa thôi. Cú dứt điểm. Wow, quá hên là cú dứt điểm đã không chính xác. Và đây rồi, 2 giây. Và mình sẽ phá bóng lên. Quá tuyệt vời, Barcelona đã giành chiến thắng chung kết 4-3. Ô, và không có nâng cấp mọi người ơi. Nó chỉ có hiện thế này thôi. Ok, và sắp tới đây chúng ta sẽ có một trận đấu đầu tiên của Barcelona tại Cúp C1 Champions League. Đó là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Monaco, một đại diện đến từ nước Pháp ha. Vâng, và đây chính là phần giới thiệu nè của AS Monaco. Đối đầu Barcelona tại sân Union Park. Đây là các cầu thủ đang ra sân nè. Dẫn đầu là đội trưởng Ter Stegen bên phía Barcelona.
Thì đây, có vẻ như là chúng ta đã có được phần giới thiệu đội hình rồi nè. Thì trong tập trước có bạn đã comment chỉ mình ha. Thì đây, chúng ta đã có phần giới thiệu đội hình rồi. Quá tuyệt vời. Đó, hai cầu thủ của hai đội đang ra để xếp hàng trước khán giả nè. Và đây sẽ là đội hình của AS Monaco ha. Đây, chúng ta có thể thấy nó không có hiện kiểu giống như là... À đây, đây, đây. Nó sẽ có cái hình đội hình luôn. Đó, Minamino, rồi các kiểu Salisu, Teze. Đó, chúng ta có thể thấy ha, Bissouma, Golovin nè, đó, và tiền đạo là Balogun. Đó, đây là hình ảnh các cầu thủ Monaco sẽ chụp hình nè. Và tiếp đến sẽ là các cầu thủ Barcelona ha. Đây là đội hình của Barcelona nè, thì cũng không có gì thay đổi ha, vẫn là những cầu thủ mạnh nhất của Barcelona thôi. Ta có thủ môn Ter Stegen nè, rồi hậu vệ Araujo, Bande, Christensen, cái kiểu đó, Dani Olmo, De Jong, Pedri. Và tiền đạo thì vẫn là bộ đôi Nico Williams và Lamine Yamal. Và tiền đạo chơi cao nhất là Lewandowski thôi. Ok, và trận đấu sẽ được bắt đầu. Vừa đây có bóng là Lamine Yamal. Tốc độ của Lamine Yamal, một cú ngoặt bóng và dứt điểm. Cú dứt điểm đầu tiên của Barcelona. Bóng hướng tới vị trí của Christensen. Vừa đây có bóng là Lewandowski. Qua khoảng trống dành cho Lewandowski. Và đó là bàn thắng mở tỷ số của Barcelona. Vâng, một bàn thắng đến như một món quà dành cho Lewandowski. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn vừa rồi. Đây là pha đối mặt giữa góc nhìn của Lewandowski nè. Vâng, một cú dứt điểm rất nhẹ nhàng. Có bóng là Balogun, cú dứt điểm. Wow, Ter Stegen vừa cứu thua cho Barcelona. Và cú dứt điểm lần này thì các cầu thủ Monaco đã có được bàn thắng quân bình tỷ số rồi vừa ghi bàn, đó chính là Singo bên phía Monaco. Ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Vâng, một pha bóng rất lộn xộn bên trong vòng cấm của Barcelona. Araujo đã không quyết liệt trong pha tranh chấp vừa rồi, khiến cho lưới của Barcelona đã rung lên. Rồi có bóng lại là Lamine Yamal, tốc độ của Lamine Yamal. Và bên trong đang có Lewandowski, không được rồi. Lewandowski vẫn còn. Và đây rồi, Lewandowski. Và cú dứt điểm thứ hai của Lewandowski cũng là cú đúp của Lewandowski trong trận đấu này. Quá tuyệt vời. Lại một lần nữa thì Lewandowski đã giúp cho Barcelona vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Vâng, một pha xoay sở rất hay của Lewandowski. Tuy anh đã bị hai hậu vệ bên phía Monaco theo kèm, nhưng anh vẫn có thể sút qua hai khe hở của hậu vệ đó để ghi bàn. Đây rồi, Lamine Yamal, liệu có việt vị hay không đây? Vâng, và không có tình huống việt vị trong pha bóng vừa rồi. Tuy là Lamine Yamal đã đứng sau hàng hậu vệ của Monaco, nhưng có vẻ như đã không đứng sau cầu thủ cuối cùng. Và bàn thắng đã được tính cho Lamine Yamal. Vâng, một bàn thắng phải nói là quá bất ngờ đến từ vị trí của Lamine Yamal. Ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Như mọi người thấy góc nhìn của Lamine Yamal thì anh đã đứng sau hậu vệ của Monaco, nhưng chúng ta cần một góc quay kỹ hơn. Và đây là tình huống vừa rồi. Có vẻ như cầu thủ mang áo số 17 bên phía Monaco là cầu thủ đứng thấp nhất. Đây là Lamine Yamal đã không việt vị trong pha ghi bàn vừa rồi. Quá tuyệt vời. Và có vẻ như là đồng hồ đã điểm sang phút 90 rồi. Trận đấu chúng ta chỉ có 2 phút bù giờ mà thôi. Và đúng vậy, trọng tài đã nổ thời còi kết thúc trận đấu. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-1 dành cho Barcelona. Một ngày ra quân rất thành công của Barcelona tại Champions League. Wow, Lewandowski trận ngày hôm nay có tới 2 bàn thắng. Một phong độ rất tốt của Lewandowski. Nửa mùa giải đã trôi qua và hiện tại thì Barcelona đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 41 điểm và đứng đầu bảng là Real Madrid với 45 điểm, thì cũng không cách chúng ta quá nhiều ha. Tại siêu cúp Tây Ban Nha thì chúng ta đã đánh bại được Athletic Bilbao với tỷ số 2-1, và đó trận chung kết chúng ta sẽ đối đầu với lại Real Madrid, và đây sẽ là trận El Clasico cực kỳ hấp dẫn đây. Và đây rồi, sắp tới đây sẽ là trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid. Và đây cũng là trận El Clasico luôn. Quá tuyệt vời luôn. Và cái sân vận động này mình nhìn thì có vẻ như không phải là sân của... không phải sân Camp Nou hay là sân Bernabeu ha. Không biết là sân này sân gì nữa. Hồi nãy hình như chắc có giới thiệu mà mình không để ý ha. Vậy là các cầu thủ Real Madrid chúng ta có thể thấy là Camavinga, Jude Bellingham, Rodrigo, Rudiger các kiểu ha. Nhìn đội hình của Real Madrid khá là lực ha. Vậy là cầu thủ đáng xem nhất của trận đấu đó chính là Rodrigo. Anh đã có 4 bàn thắng sau 3 trận đấu đó. Một thành tích rất là tốt ha. Đây chính là Rodrigo của chúng ta.
Đây là hình ảnh các cầu thủ hai đội đang bắt tay nhau ha, với lại bắt tay trọng tài luôn. Đây là các cổ động viên của Barcelona nè, các bạn như khán đài đang để được trực kính rồi ha. Đội hình của Barcelona thì cũng không có gì thay đổi ha, vẫn là đội hình mạnh nhất mà Barcelona có thể tung ra. Còn đây là đội hình của Real Madrid thì cũng vậy thôi, mình nhìn cũng không có gì quá khác biệt ha, vẫn là những cái tên rất nổi bật như là Kylian Mbappe nè, Rodrigo, Vinicius Junior, Bellingham các kiểu ha. Ok, và trận đấu sẽ được bắt đầu với quyền giao bóng dành cho Real Madrid. Đây rồi, người đã có bóng là Nico Williams, cú dứt điểm không vào. Vượt qua Koundé, vượt qua Christensen, cú dứt điểm của Vinicius Junior vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành Ter Stegen. Kylian Mbappe quyết định dứt điểm từ xa và bóng đã nằm gọn trong tay của Ter Stegen. Người đã có bóng là Luka Modric, một pha tạt bóng vào trong, cú vô lê của Jude Bellingham nhưng vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn Ter Stegen. Vâng, và trận đấu chỉ còn một phút bù giờ thôi và trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa không đều cho cả hai đội, và cả hai đội sẽ phải giải quyết ở hai hiệp phụ tiếp theo. Vâng, một trận đấu quá căng thẳng. Và lúc này thì trận đấu chỉ còn một phút bù giờ mà thôi, và có vẻ như là tỷ số không đều sẽ được giữ đến hết trận đấu rồi. Vâng, và các cầu thủ Barcelona là lấy được bóng rồi. Và đúng lúc này trọng tài đã nói rồi, coi kết thúc trận đấu. Và trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid sẽ phải giải quyết trên chấm 11m. Và Barca sẽ là những người sút đầu tiên với Lewandowski đối đầu với lại thủ môn Thibaut Courtois. Và Lewandowski, vâng, anh đã xuất sắc thành công. Lượt thứ hai là thuộc về Kylian Mbappe. Vâng, thủ môn Ter Stegen đã đổ người sai hướng mất rồi. Và Rafinha, liệu Rafinha có thể sút thành công không? Rafinha, và lượt sút thứ hai của Barcelona cũng đã thành công. Rodrigo, thủ môn Ter Stegen đã bay người đúng hướng nhưng quá đáng tiếc là anh đã không thể chạm tay vào quả bóng. Vậy là Ansu Fati cũng đã thực hiện thành công cú sút của mình. Đây là Alaba và quá hay, Ter Stegen đã ngăn cản thành công. Nico Williams cũng đã đánh lừa được thủ thành Courtois. Và nếu Ter Stegen có thể bắt được cú sút của Jude Bellingham thì trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Barcelona. Liệu anh có làm được hay không? Ter Stegen. Ter Stegen. Không thể tin được. Ter Stegen, người hùng của trận El Clasico, quá tuyệt vời, không thể tin được là Ter Stegen lại có thể cản phá được hai cú sút liên tiếp. Và đây là pha bóng vừa rồi, cú sút của Jude Bellingham là không quá khó và Ter Stegen đã có thể đoán được hướng sút của Jude Bellingham và ngăn cản nó. Mọi người ở đây thấy là sự vui sướng và sự phấn khích của Ter Stegen trên khuôn mặt của anh. Các cầu thủ của Real Madrid cũng đã đổ gục xuống sân hết rồi. Vâng, một trận đấu quá căng thẳng và Barcelona xứng đáng có được chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha ngày hôm nay. Họ đã chiến đấu rất kiên cường đến những giây phút cuối cùng. Và đây chính là người đội trưởng cũng như là người hùng của Barcelona trong ngày hôm nay. Ter Stegen sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch siêu cúp Tây Ban Nha. 2-3, quá tuyệt vời. Và đây sẽ là chức vô địch đầu tiên của chúng ta ở mùa giải này. Wow, mình vừa nhận được lời đề nghị đến từ hai câu lạc bộ đó chính là Porto và Galatasaray cho Rafinha nè. Thì mình nghĩ mình sẽ bán Rafinha cho Galatasaray ha, nhưng mà với một mức giá cao hơn, mình sẽ ép giá Galatasaray một tí ha. Mình sẽ thử đưa ra mức giá là 70 triệu coi, để coi Galatasaray có đồng ý hay không đây. Wow, bên Galatasaray đồng ý luôn kìa. Có lẽ là mình nên đẩy giá lên một tí nữa, nhưng mà không sao đâu, 70 triệu cũng là một cái con số khá là hợp lý rồi. Và sau khi kết thúc mùa giải thì Barcelona đã cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 82 điểm. Đứng đầu bảng là Real Madrid với 95 điểm. Wow, Real Madrid có một phong độ phải nói là quá kinh khủng luôn ha. Và đứng thứ hai là một câu lạc bộ cũng đến từ thành phố Madrid, đó chính là Atletico Madrid với 84 điểm. Tại Champions League thì rất tiếc là ở vòng 16 đội, Barcelona đã thất bại trước PSG với tỷ số 5-4 sau hai lượt trận thi đấu. Về thành tích cá nhân thì người ghi bàn nhiều nhất không ai khác chính là Lewandowski với 24 bàn thắng sau 47 lần ra sân, và xếp thứ hai là Nico Williams với 21 bàn thắng sau 49 lần ra sân. Và tiền thưởng mà chúng ta nhận được từ La Liga sau mùa giải đó chính là 135 triệu đô la, một con số phải nói là cũng khá là nhiều ha.
Tuy ở mùa giải này, Barcelona chỉ có một chức vô địch, đó chính là chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha. Nhưng mình nghĩ mùa sau, với số tiền hiện tại và số tiền có được từ giải đấu La Liga, thì mình nghĩ mình sẽ nâng cấp đội hình để đi tìm vinh quang cho Barcelona. Và ok luôn mọi người, và chào mọi người đến với mùa giải thứ hai của chúng ta tại Barcelona. Và với số tiền thưởng ở mùa giải trước thì ngân sách câu lạc bộ chúng ta đã tăng lên thành 176 triệu đô. Với số tiền nhiều như thế và cả việc Lewandowski đã quá lớn tuổi rồi, nên bây giờ hợp đồng đầu tiên của mùa giải này chúng ta sẽ cần một tiền đạo mới, và người được mình lựa chọn đó chính là Victor Osimhen. Mình sẽ thử đưa ra mức giá là 140 triệu đô đi. Ồ, Napoli tăng lên 151 triệu à. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ vẫn để giá 140 triệu đi, cộng thêm với lại 5% sale on clock. Và có vẻ như Antonio Conte đã đồng ý với mức giá 140 triệu đô cho Victor Osimhen. Và có vẻ như là buổi thương thảo hợp đồng với lại cầu thủ Victor Osimhen cũng đã diễn ra một cách rất là tốt đẹp, và Osimhen sẽ chính thức đặt chân tới câu lạc bộ Barcelona ở mùa giải này. Quá tuyệt vời luôn. Ok, và người rời khỏi câu lạc bộ đầu tiên trong mùa giải này đó chính là Andre Christensen. Vâng, rất cảm ơn những đóng góp của Christensen trong suốt mùa giải qua. Và câu lạc bộ mà Christensen sẽ chuyển đến đó chính là Brighton với giá là 80 triệu đô. Ok, và cái tên thứ hai sau Christensen sẽ chia tay Barcelona trong mùa giải này đó chính là tiền đạo Robert Lewandowski. Vâng, trong mùa trước thì Lewandowski đã đóng góp rất nhiều bàn thắng để giúp cho Barcelona có một thứ hạng cao. Nhưng mà anh đã quá lớn tuổi rồi, nên là chúng ta đành phải chia tay Lewandowski thôi. Và Lewandowski sẽ đến Chelsea với mức giá là 62 triệu đô. Với sự ra đi của Christensen thì mình cần một hậu vệ có thể thay thế vị trí của Christensen. Và người được mình đưa về không ai khác chính là Alejandro Bastoni của Inter Milan với mức giá là 129 triệu đô. Và Bastoni sẽ khoác lên trên mình chiếc áo số 15 tại Barcelona. Ok, và đây sẽ là đội hình của Barcelona chinh chiến tại mùa giải này. Người chơi cao nhất không ai khác chính là tiền đạo Victor Osimhen. Cặp tiền đạo cánh không ai khác vẫn là bộ đôi Nico Williams và Lamine Yamal. Ở hàng tiền vệ chúng ta sẽ có tiền vệ tấn công Dani Olmo, và cặp tiền vệ trẻ trung tâm đầy tiềm năng đó chính là Pedri và Gavi. Cặp trung vệ sẽ là Araujo và Bastoni. Hai hậu vệ cánh vẫn là Alejandro Balde và Jun Koundé, và cuối cùng vẫn là thủ môn Ter Stegen trong khung gỗ. Và ok, sắp tới đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Barcelona tại mùa giải La Liga năm nay. Đây là trận đấu giữa Barcelona và Girona. Vâng, chúng ta thấy đây là các cầu thủ Barcelona ha, nhìn rất là ngầu luôn. Và Victor Osimhen thì nãy mình thấy đó, vẫn mang trên mình chiếc mặt nạ quen thuộc. Vâng, sân vận động mọi người có thể thấy là rất là đẹp ha. Wow, các cổ động viên Barca ở hai bên khán đài rất là nhiều ha. Và đây là trận đấu giữa Barcelona và Girona trên sân Libertador. Và đội trưởng của Barcelona trong ngày hôm nay sẽ là Ter Stegen. Wow, chúng ta còn có cả hình ảnh của Ter Stegen trên khán đài của các cầu thủ Barcelona nữa nè. Đây là Nico Williams và Victor Osimhen. Và sau đây sẽ là đội hình của Barcelona. Đó thì vẫn là những cầu thủ hồi nãy mình đã giới thiệu ha. Để có thể nói là đội hình mạnh nhất của Barcelona luôn rồi ha. Và đây là những cầu thủ dự bị nữa nè. Đó là có Ansu Fati, rồi Franky De Jong, rất là nhiều cầu thủ xịn. Và đây là đội hình của Girona. Và Girona thì mình không coi nhiều nên mình cũng không rõ những cầu thủ này lắm. Đó, mọi người để xem qua ha. Và trận đấu sẽ được bắt đầu với quyền giao bóng dành cho Girona. Vâng, một pha đánh đầu không vào. Stegen có vẻ đã cản phá được cú dứt điểm vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại, có vẻ như là cầu thủ mang áo số 14 đã ở trong tư thế việt vị rồi. Đây rồi, công nghệ VAR đã bắt cầu thủ 14 việt vị trong tình huống vừa rồi. Thêm một pha tấn công nữa của các cầu thủ Girona. Và dứt điểm không vào. Stegen đã rất xuất sắc với tình huống vừa rồi. Và vẫn là những tình huống tấn công của các cầu thủ Girona. Và liệu sẽ có bàn thắng hay không? Cầu thủ số 14 và dứt điểm không vào. Đây sẽ là pha tấn công của các cầu thủ Barcelona. Người đang có bóng là Lamine Yamal. Bên trong chúng ta đang có Victor Osimhen. Và đây là Nico Williams. Một pha phối hợp giữa ba cầu thủ tấn công của các cầu thủ Barcelona để đem về bàn thắng đầu tiên cho Barcelona ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Vâng, có thể thấy sự vui hướng của các cầu thủ cũng như là các cổ động viên Barcelona. Một pha phối hợp rất tốt giữa ba cầu thủ Lamine Yamal, Nico Williams và Victor Osimhen ha. Và Williams đã có một khoảng trống quá lớn, anh chỉ cần đối mặt với thủ môn Gazzaniga và ghi bàn thôi. Quá tuyệt vời.
Để có bóng là Pedri, khoảng trống dành cho Pedri. Liệu Pedri có thể ghi bàn cho Barcelona hay không đây? Và bàn thắng thứ hai của Barcelona thuộc về Pedri. Rồi, người đã có bóng là Nico Williams, một đường nhả bóng dành cho Victor Osimhen. Quá nhanh, quá nguy hiểm và bàn thắng thứ ba đã đến với Barcelona. Người vừa lập công đó chính là Victor Osimhen, người vừa có màn ra mắt rất tuyệt vời dành cho Barcelona. Và đây là góc nhìn của Victor Osimhen. Vâng, một cú dứt điểm bằng má ngoài của Victor Osimhen đã đánh bại được đội hình Gazzaniga và đem về bàn thắng thứ ba cũng như là bàn thắng đầu tiên của Victor Osimhen trong màu áo của Barcelona. Để có bóng là Pedri, bên trong đã thấy có Victor Osimhen, một đường nhả bóng của Pedri dành cho Victor Osimhen và lại thêm một bàn thắng nữa, cú đúp dành cho Victor Osimhen chỉ sau vài phút thôi. Quá kinh khủng, một phong độ nó quá tốt của Victor Osimhen. Rồi không, một pha tấn công của các cầu thủ Girona quá trống và cú dứt điểm quá. Quá may mắn là cục dọc đã cứu thua cho các cầu thủ Barcelona. Và cú sút vừa rồi cũng đã kết thúc trận đấu và Barcelona trong ngày ra quân đã giành chiến thắng 4-0 trước Girona. Một kết quả phải nói là quá tuyệt vời dành cho Barcelona. Và đây chính là Victor Osimhen, chắc chắn sẽ là MVP của trận đấu này khi anh đã có được cú đúp trong ngày đầu ra mắt. Wow. Và sau đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Barcelona tại giải đấu Champions League. Và mọi người thấy logo đó là Borussia Dortmund thì cũng đoán được đó là câu lạc bộ nào rồi đúng không? Đúng rồi, Barcelona sẽ đối đầu với lại Dortmund trên chính sân nhà của câu lạc bộ Dortmund luôn. Và trận đấu sẽ được diễn ra trên một đêm mưa tầm tã. Và có thể thấy là cơn mưa và buổi tối đã giúp cho sân vận động lên đèn nhìn rất là đẹp ha. Và có vẻ như là cổ động viên của Dortmund đã đến sân vận động rất là nhiều luôn. Và đây sẽ là đội hình chính của Dortmund trong ngày hôm nay. Vâng, chúng ta có thể thấy rất nhiều cái tên nổi bật ha, như là Nico Schlotterbeck nè, đó, Julian Brandt, thủ môn Cobel nè, đó, rất nhiều cái tên xịn ha. Có cả Emre Can nữa kìa, đó, Malen nữa, Enmecha, Gurasi. Và trận đấu sẽ được bắt đầu với quyền giao bóng dành cho các cầu thủ Barcelona. Và có vẻ như là thời tiết cũng đã gần mưa rồi, nhưng mà sân vẫn đang còn rất ướt ha. Có bóng là Pablo Gavi, đường truyền dành cho Victor Osimhen và đây là Lamine Yamal. Quá tuyệt vời, bàn thắng đầu tiên của Barcelona thuộc về Lamine Yamal. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi, một pha nhả bóng quá hay của Victor Osimhen dành cho đà băng lên của Lamine Yamal. Và Lamine Yamal với một cú sút chéo góc đã đánh bại được đội thành Cobel. Ôi không, và đây sẽ là một pha đá phạt ngay trước cầu bồn của Ter Stegen. Một pha đá rất nguy hiểm và liệu có pha sút thẳng hay không? Và đó là một pha sút thẳng và xà ngang đã cứu thua cho các cầu thủ Barcelona. Ôi không, và cú dứt điểm quá. Không thể tin được là cú sút vừa rồi không thể làm thủng lưới của Ter Stegen. Ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Trái bóng đã đi chết cầu môn của Ter Stegen. Quá may mắn cho Barcelona. Rồi, một đường chuyền dành cho Nico Williams và Victor Osimhen. Một pha cướp bóng của Victor Osimhen. Một bàn thắng từ trên trời rơi xuống dành cho Victor Osimhen. Và tỷ số đã được nâng lên 2-0 dành cho Barcelona ở phút 86 của trận đấu. Có vẻ như đây cũng sẽ là bàn thắng chấm dứt trận đấu của các cầu thủ Barcelona. Ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Vâng, Victor Osimhen rất nhanh đã lao lên cắt đường chuyền của hậu vệ bên phía Dortmund và ngay lập tức ghi bàn vào lưới của Cobel. Sau nửa mùa giải trôi qua thì Barcelona đang đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng La Liga và họ chỉ kém đội đầu bảng là Real Madrid với chỉ 2 điểm cách biệt mà thôi. Tại siêu cúp Tây Ban Nha thì chúng ta đã đánh bại được Córdoba với tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội, chiến thắng Valladolid ở vòng 16 với tỷ số 4-1, đánh bại Villarreal với tỷ số 4-0 ở vòng tứ kết. Và ở bán kết chúng ta sẽ gặp một đối thủ rất là mạnh, đó chính là Atletico Madrid. Tại Champions League thì Barcelona đã cán đích ở vị trí thứ 4 tại vòng bảng. Chính vì thế Barcelona sẽ tiến thẳng vào vòng 16 đội và đối đầu với lại AS Monaco. Thì trước tiên chúng ta sẽ đến với trận đấu tại siêu cúp Tây Ban Nha, đó chính là trận bán kết đối đầu với lại Atletico Madrid, và để xem
các cầu thủ Barcelona của chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Người lập công là Ansu Fati và Pedri. Và ở trận lượt về, để xem các cầu thủ Barcelona có thể đánh bại Atletico Madrid một lần nữa không. Và cả hai đội đã hòa nhau 2-2. Nhưng ở trận lượt đi, Barcelona đã đánh bại Atletico với tỷ số 2-1, nên kết quả chung cuộc là 4-3 dành cho Barcelona. Quá tuyệt vời. Và đây rồi, trận lượt đi với Monaco ở vòng 16 đội Champions League, để xem các cầu thủ Barcelona của chúng ta có thể giành chiến thắng hay không. Wow, quá tuyệt vời, Barcelona đánh bại được AS Monaco với tỷ số 3-0 ở trận lượt đi. Đây là một lợi thế phải nói là rất lớn dành cho các cầu thủ Barcelona nha. Và đây sẽ là trận lượt về. Thì với lợi thế 3-0 ở trận lượt đi thì trận lượt về mình nghĩ sẽ dễ dàng thôi. Và ở trận lượt về, Barcelona đã đánh bại AS Monaco nhẹ nhàng với tỷ số 1-0. Ở trận tứ kết thì chúng ta lại một lần nữa gặp lại Borussia Dortmund. Và để xem coi lần này các cầu thủ Barcelona có thể một lần nữa đánh bại được Dortmund hay không đây. Và trận lượt đi, oh no, Dortmund đã giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi. Một lợi thế nhỏ dành cho các cầu thủ Dortmund ha. Và để xem trận lượt về liệu các cầu thủ Barcelona có thể lội ngược dòng hay không. Và quá tuyệt vời, các cầu thủ Barcelona đã đánh bại được Dortmund với tỷ số 3-0 ở trận lượt về. Vậy là chung cuộc Barcelona đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Wow, thật bất ngờ là Real Madrid đã thất bại 4 năm chung cuộc trước Girona FC ở siêu cúp Tây Ban Nha. Vậy là trận chung kết, Barcelona sẽ đối đầu với Girona. Và để không làm mất thời gian của mọi người thì chúng ta sẽ đến với trận chung kết và để xem coi. Barcelona quá tuyệt vời, Barcelona đánh bại được Girona với tỷ số 2-0 ở siêu cúp Tây Ban Nha. Và đây là chiếc cúp đầu tiên của Barcelona tại mùa giải này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với giải đấu Champions League. Và oh my god, mọi người để ý gì không? Đó chính là ba câu lạc bộ đi tiếp vào vòng bán kết Champions League đều đến từ giải đấu Bundesliga. Và chỉ có một mình Barcelona của chúng ta là đến từ La Liga thôi. Và đối thủ của Barcelona tại trận bán kết này đó chính là Bayern Munich. Và chúng ta sẽ đến với trận lượt đi để xem coi các cầu thủ Barcelona sẽ làm gì đây. Và Barcelona đã thắng lợi 2-1 ở trận lượt đi trước Bayern Munich. Với lợi thế ở trận lượt đi thì để xem trận lượt về như thế nào đây. Oh my god, mình vừa đi là Banh Đê vừa nhận một tấm thẻ đỏ và anh sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận lượt về. Ôi trời ơi. Nhưng không sao đâu, mình tin là các cầu thủ Barcelona vẫn có thể giành chiến thắng. Và đúng vậy, Barcelona đã giành chiến thắng 3-1 ở trận lượt về. Vậy là sau 2 lượt đấu, Barcelona đánh bại được Bayern Munich với tỷ số 5-2. Wow. Và trận chung kết Champions League chúng ta sẽ đối đầu với câu lạc bộ Red Bull Leipzig. Và trước khi đến với trận chung kết Champions League thì chúng ta sẽ xem qua bảng xếp hạng La Liga ha. Rồi mình sẽ kéo từ dưới lên cho hồi hộp ha. Nằm trong top 10 chắc là Barcelona rồi. Top 5 nè, top 4, top 3 và để xem top 2 là ai đây? Đó chính là Real Madrid. Vậy là top 1 chính là Barcelona. Quá tuyệt vời, Barcelona đã giành được chức vô địch La Liga. Một cuộc rượt đuổi tỷ số giữa Barcelona và Real Madrid và người giành chiến thắng đó chính là Barcelona. Còn về thành tích cá nhân thì để xem coi ai sẽ là người ghi bàn nhiều nhất đây. Và đó chính là Victor Osimhen với 39 bàn thắng sau 58 lần ra sân. Xếp thứ hai là cũng không kém, đó chính là Nico Williams với 30 bàn thắng. Và thứ ba là Lamine Yamal với 26 bàn thắng. Wow, có thấy là bộ ba hàng tấn công của Barcelona đang có phong độ quá kinh khủng nha. Và đây rồi. Đây chính là sân vận động Santiago Bernabeu. Sân vận động sẽ diễn ra trận chung kết Champions League giữa câu lạc bộ Red Bull Leipzig và Barcelona. Vâng, đây chính là chiếc cúp danh giá Champions League. Liệu trong ngày hôm nay câu lạc bộ nào sẽ là người nâng cao chiếc cúp đó đây? Red Bull Leipzig hay Barcelona sẽ có được cú ăn ba trong mùa giải này? Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với đội hình của câu lạc bộ Red Bull Leipzig. Đây trên màn hình mọi người, đó chính là đội hình của Leipzig. Chúng ta có thể thấy là thủ môn Vlasic, là hậu vệ sẽ có Lubeka, Raul, rất là nhiều cầu thủ mình cũng chả biết tên nữa, khá là lạ nha. Còn đây là các cầu thủ Barcelona của chúng ta. Vâng, những cái tên rất quen thuộc đã gắn bó với mọi người suốt từ đầu đến giờ. Đó, thủ môn Ter Stegen vẫn luôn đứng vững trong khung thành Barca, Bande, Araujo, Bastoni, Koundé. Tiền vệ Pedri, Gavi, Olmo và tiền đạo William Yaman và Osimhen. Và trận đấu sẽ được bắt đầu với quyền giao bóng đầu tiên dành cho Barcelona. Rồi, một đường chọc khe dành cho Lamine Yamal. Một cú sút từ xa không được rồi. Vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Barca. Và có vẻ như vừa có một pha phạm lỗi của Osimhen với một cầu thủ bên phía đó chính là Nico Williams. Người đã phạm lỗi đó chính là Nico Williams, đã có một pha
chùi bóng vào chân của một hậu vệ bên phía Red Bull Leipzig và anh đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Ủa không, đây là pha tấn công của các cầu thủ Red Bull Leipzig, xém xíu nữa là cầu môn của các cầu thủ Barca đã rung lên. Rồi Nico William, tốc độ của Nico William, đây là Victor Osimhen cú dứt điểm. Vâng, bóng đi đúng ngay vị trí của Gulasi. Rồi đã có bóng là Raum và cú dứt điểm. Wow, quá may mắn là cú dứt điểm vừa rồi lại không đi đúng đích. Và hiệp 1 cũng đã kết thúc với tỷ số 0-0 dành cho cả hai đội. Rồi một đường phất bóng dài dành cho Nico Williams, một pha tạt bóng Victor Osimhen. Một cú đánh đầu quy luật của Victor Osimhen đã đem về bàn thắng dẫn trước cho Barcelona ở những phút đầu tiên ở hiệp 2. Và có thể thấy là các cầu thủ dự bị của Barcelona cũng đã chạy ra ăn mừng. Đã cùng xem lại pha ghi bàn của rồi, một pha tạt bóng như đặt của William và một cú đánh đầu phải nói là cực kỳ chính xác và cực kỳ quy luật của Victor Osimhen. Đây là pha quay chậm cú đánh đầu vừa rồi, Gulasi cũng phải bó tay trong tình huống vừa rồi. Ô và trời ơi, chỉ mới 5 phút sau khi Barcelona có bàn thắng dẫn trước thì Openda đã gỡ hòa cho các cầu thủ Red Bull Leipzig. Ta cùng xem lại tình huống vừa rồi, có vẻ người đã mắc lỗi trong tình huống vừa rồi đó chính là Bastoni. Anh đã bỏ quên Openda trong pha bóng vừa rồi, chuyển cho Openda có một khoảng trống quá lớn và đánh bại được Ter Stegen. Lemin Yaman một đường chuyền dành cho Gavi. Và lại một lần nữa Barcelona đã vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Pablo Gavi. Đây là tình huống ghi bàn vừa rồi, có vẻ người kiến tạo cho Gavi đó chính là Lemin Yaman. Một đường nhả bóng rất thuận lợi cho đà băng lên của Gavi và Gavi chỉ chờ có thể dứt điểm ngay vào khung thành của Gulasi, đem về bàn thắng thứ hai cho Barcelona. Rồi Lemin Yaman, khoảng trống dành cho Lemin Yaman. Một cú dứt điểm nhẹ nhàng cũng như là chấm dứt trận đấu của Lemin Yaman. Quá tuyệt vời, 3-1 dành cho Barcelona, cả khán đài như bùng nổ. Và đây là pha ghi bàn vừa rồi dưới góc nhìn của Lemin Yaman. Một cú sút phải nói là rất dễ, một cú đệm lòng vào góc xa đã đánh bại được Gulasi. Vâng, có thể thấy là ở gần cuối trận thì các cầu thủ Leipzig đã thấm mệt rồi, nhưng Lemin Yaman sức lực vẫn rất dồi dào, anh vẫn có thể bứt tốc vượt qua hàng hậu vệ và ghi bàn. Và cú dứt điểm vừa rồi của Lemin Yaman cũng đã là cú dứt điểm cuối cùng của trận đấu này. Trọng tài đã đổ thời còi kết thúc trận đấu và Barcelona đã chính thức vô địch Champions League với chiến thắng 3-1 ở trận chung kết trước Red Bull Leipzig. Vâng, cả khán đài, các cổ động viên của Barcelona đang ăn mừng rất nhiệt tình. Rồi chúng ta có thể thấy sự vui sướng của các cầu thủ Barcelona trong pha ăn mừng của họ. Và đây chính là lúc các cầu thủ sẽ lên bục để cùng nâng cao chiếc cúp danh giá Champions League, chiếc cúp mà họ đã nỗ lực suốt cả mùa giải để có thể đạt được. Và người sẽ nâng cúp không ai khác chính là đội trưởng Ter Stegen, và cũng là người lớn tuổi nhất trong đội hình Barcelona. Và 1, 2, 3, let's go. Xin chúc mừng Barcelona, họ đã giành được cú ăn ba trong mùa giải này. Quá tuyệt vời, một đội hình phải nói là quá mạnh của Barcelona. Ok, và đến đây thì hành trình của chúng ta tại Barcelona cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment những ý kiến cũng như là ý tưởng mọi người muốn đóng góp cho những video tiếp sau ở dưới phần bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.